Chào các bác, vâng, Nintendo DSi nhỉ? Đó, các bác thì yêu cầu em ở trên kênh YouTube và em mua chiếc máy này thì rẻ quá, em mua có 500 và em về em làm review ấy, sau đó em lại chơi lại những cái game sau khi chơi xong lại cuốn quá. Ví dụ như chơi game Pokemon mà phụ đề tiếng Việt ấy, xong cuốn xong lại cảm thấy nó không đã, bởi vì cái game trên chiếc máy này là những cái game mà nó chỉ ở cái mức độ trung bình thôi, cái mức độ mà của cách đây 10 năm, cách đây một thập kỷ rồi. Thế nên là chơi nó không cảm thấy đã lắm. Mà ngày xưa em đã từng sở hữu chiếc Nintendo 3DS XL rồi. Các được biết là cái đợt đấy em mua cái đấy có 1 triệu. Thì ra cái đấy mua rẻ, rất là rẻ trên hội nhóm thôi, trên Facebook ấy. Và sau đó là chơi thì cái đấy thì thời gian sau cũng chán chán là bán. Bán bởi vì là cũng nhiều các bạn ở trên xem kênh của em yêu cầu em bán, hoặc là các bạn có gái em bán lại thì em bán, là cái đấy bán hình như cũng hồi đấy cũng bán được tương đối là rẻ đấy. Mà còn có lãi cơ, với mua 1 triệu mà hình như bán được 2 triệu 3 đấy. Đó là em bán cái đấy. Và bây giờ chơi lại cái này thấy nó cứ kiểu thiếu gì ấy. Thế nên em lên trên mạng em tìm tiếp em đặt cái này. Lần này không phải là 3SXL đâu, bởi vì đã được làm review rồi. Lần này nó là một chiếc máy chơi game khác. Đây nhá, thì em mua, nói thật là em mua có 1.4 triệu. Em còn 100 rồi, thế nên là 1.349.000 tiền ship. Đó. Đây là chiếc máy Nintendo 2DS. Đó, 2DS nó có cái thiết kế rất là lạ, không như những chiếc máy dạng DS hay là 3DS nữa mà có dạng thân dài ấy. Em thấy lạ quá, em mua và cũng khá là rẻ. Ở trên Shopee thì các shop thường nó bán là khoảng rơi 1.7 triệu, 1.7 triệu trở lên. Và đây em mua thì 1.4 triệu thôi, mua người dùng mua trên Facebook. Đó, con đường hội thoại của cái tin nhắn đấy thì em để trên chiếc máy em đang quay phim rồi, thế này không cho các bác xem được. Nhưng mà em mua con này có 1.4 triệu nha. Này về đây là 1.349.000, bởi vì em cọc với ra 100 rồi, 49.000 tiền ship. Đó, thì em đã ship hàng qua Viettel thì em phải bóc ra. Em bóc ra em xem trước rồi. Thế nên là em cứ gọi là để vào cho nó là có rồi nhá. Bây giờ em lấy ra cho các xem này. Đó, thì khi mua là nó tặng em một cái này để đựng. Người dùng thôi, chứ không phải cửa hàng các bác nhé. Người dùng. Đây, xong một cái cáp sạc. Mà chả hiểu sao cáp sạc còn chưa được bóc luôn. Đó. Một cái cáp sạc chắc là gốc, chắc là có củ sạc hay gì đó. Chắc người ta không muốn bán rồi, người ta bán rẻ quá. Đây thôi, cáp sạc được. Bởi vì bây giờ củ nguồn 5V ở trên USB nó đầy. Đây, các sạc cái đầu này không phải đầu mini USB nhá, mà đầu này chỉ có DS mới có rồi. Chung nhau lại, nó chung nhau được với cái DSi này. Đó, rồi chung nhau được. Này nhá. Thì cái máy em mua này. Đó, các bạn phải nhìn nó to như thế này. Nó to như này luôn này. Mà nó không gấp lại được. 2DS. Này. Nói thật chứ mua 3DS thì màn hình nó cũng bé, với lại 3DS thì nó cũng bình thường thôi. Vì mình đã dùng 3SXL rồi thì mình không mua 3S làm cái gì cả đúng không? Thế nên là chọn cái máy nào lạ lạ. Thế này rất là thích mua cái 2DSXL thôi, nhưng không có. Có thì giá nó cao quá, hơn 3 triệu. Thì hơi cao so với mức mình mua, thế nên là mình chọn cái này. Thôi chọn cái này để cho nó đập lạ được và làm review. Đó, các bạn nhìn thấy nó không gấp vào được. Cũng có hàm hình ở trên và dưới. Và chắc là tương đương cái này, hơi to cái này một tí thôi và không gấp vào được. Bên dưới cũng là màn hình cảm ứng. Đấy, trông như này. Đó, các bạn nhìn thấy nha, đây là chiếc máy Nintendo 2DS. Nintendo 2DS nha, và đây là phiên bản chắc là xuất thị trường châu Âu. Đây USE này. Thế nên là sau là tiếng Anh. Nó còn chỉ có một chút xíu tiếng Nhật bên dưới này thôi. Sản xuất nó rơi tầm khoảng năm 2010 và 2011. Có nghĩa là ngay sau cái sản phẩm này. Ngay sau cái sản phẩm này thì sản xuất vào năm 2008. Thì sau đó 3 năm thì nó ra cái này. 2010 và 2011. Đó. Thì chức năng cơ bản của nó thì cũng tương tự như vậy thôi, nó là giống như cái 3DS ấy. Là nó cũng có 2 camera sau, nó cũng có thể chụp ảnh 3D được. Nhưng mà trên màn hình này thì nó sẽ không có 3D. Ngày trước em review cái 3DS XL ấy thì là nó có 3D đúng không? Nhưng trên này nó sẽ không có 3D, nó chỉ là 2D thôi. Đó, nó cũng có một cái cần analog ở đây và các phím cơ bản giống như chiếc máy 3DS thôi. Đó. Phím D-pad này, phím XIAB này. Đó, start và select này, đây là phím nguồn nhá, em bật nguồn lên trước này, đây là phím home này. Đó, đây là phím nghỉ này. Đó, khi nào mình không chơi nữa mình tắt tạm màn hình ở đây này chứ không phải tắt luôn. Khởi động nguồn nó hơi lâu mà. Đấy, các bạn có trả tí nha. Phía bên này nó sẽ có phía bên trên này. Bởi vì em thích chiếc máy này hoặc là chiếc 3DS XL thường ấy, là nó có khe cắm cổng thêm cái băng của DS đó, hoặc là băng của chính nó là cắm lại được. Đấy, thì em thích cái này. Nữa là có thể chơi ngược lại được. Đây nha. Đó. Đó, có thể cắm ngược lại để chơi game DS được. Phía bên này nó sẽ là cổng cắm thẻ nhớ này, thì khi hack xong là cắm thẻ nhớ đây. Đó, thì người ta có tặng em một cái thẻ nhớ 32GB. Đó, có rất là nhiều game rồi, thẻ 32GB nhá. Đó, người ta báo thế là có thẻ 32GB. Và có nhiều game rồi.
Đây, không có thẻ nhớ này thì không ấy được, máy này đa phần là hack hết rồi. Đó, khi cắm vào nó bắt đầu nó load game ấy. Đây là giao diện ấy, chỉ tương tự y xì như là giao diện của chiếc 3DS XL thôi. Nhưng mà nó không chơi được 3D đâu nha, còn các game thì chơi giống hệt nhau. Đó, đây cài rất là nhiều game rồi, trong đó là có những cái giả lập của Game Boy này. Đây, Game Boy Color này, à Game Boy, đây là Game Boy Color này. Game Boy thường trắng đen ấy, nó cài rất là nhiều giả lập rồi. Đây là GBA. À, ví dụ chiếc máy này chẳng hạn là không chơi ngược lại GBA này, chơi rất chán. Mà cài rất khó, em không cài được. Thế nên mua chiếc máy này về để chơi được cần một số game GBA mình yêu thích nữa. Đây, chơi giả lập game NS này. Đó, GBA các bạn này cài rất nhiều, hình như bạn này còn rất thích game GBA này. Đó. Ồ, cài rất nhiều game GBA luôn. Đây là game Pokemon Y, không biết là quên này có phụ đề tiếng Việt hay không. Nếu không có thì em sẽ đào phụ đề tiếng Việt này. Đào một bản phụ đề tiếng Việt này. Đó, The Legend of Zelda Pokemon Ultra Sun Street Fighter rồi trời. Rất là nhiều game. Cái này cài game dễ thôi. Đây, Super Mario Bros 2.2 này. Cái này là rất là đẹp. Đây có cả Super Mario 3D này. Đó. Lôi cái ma xiềng, game ma, game kinh dị nhưng mà hài hước. Nó là Dragon Ball này. Đây, Anime Crossing. Cái này rất là nổi tiếng này. Animal Crossing này. Này, cái này là khi mà là chị em review cái máy 3DS ấy. Cái này bật chế độ 3D nên đập vào mặt luôn này. Đó, nhưng chưa đau mắt lắm. Cái đây chỉ tốt pin thôi. Trải nghiệm 3D thôi chứ không thích lắm. Đây, cài bằng cái này là cái hack này, FBI này. Đó, đào cái file game.ca về và dùng FBI để cài. Em sẽ làm cái video hướng dẫn cài game sau. Đó, bây giờ em trải nghiệm sơ qua đây. Nếu mà cắm cái băng mà R4 vào ấy thì nó sẽ nằm ở trong này và chơi được game của Nintendo DS. Và thử game Mario 3D nhá. À, màn hình kiểu chiếc máy này thì vẫn không phải là to. Ngày trước chơi ở trên chiếc 3DS thì nó to hơn, 3DS XL to hơn. Cái này chỉ ngang với máy 3DS thôi. Đây nhá. Cái này thì với cái tay to của em ấy thì có vẻ như là cầm nó còn có vẻ như còn đỡ hơn. Chứ còn tay trẻ con là sợ hơi khó. Táo ơi. Táo táo táo. Táo bỏ này. Con cầm con chơi thử cái trò này. Đây. Đây. Mario 3D đi. Mario 3D gì vậy? Con muốn xem Mario 3D gì? Chơi được. Đây, chơi đây. Đây, bỏ tay đây. Để bố... Có chơi được. Muốn bỏ. Chơi được đây. Có dễ cầm không? Nhưng mà có dễ cầm không? Con cầm có dễ. Con vớ cái tay con vớ không? Ok, đổ một lại. Ok, có vẻ như là tưởng như trẻ con cầm không được. Nhưng cái thằng cu em năm nay nó 7 tuổi ấy, thì nó vẫn chơi được. Đó, nó vẫn chơi được. Đó, cũng khá là hay. Cầm khá là vừa tay nhá. Thích hơn là cái này này. Bởi vì cầm nó cảm thấy chắc chắn lắm. Chứ ví dụ như là mở ra mở vào như này, đầu tiên thì cứ nghĩ là trong nó hơi dị. Thì cảm thấy nó to bé hơn, nó cầm này thích hơn này. Đúng kiểu kiểu máy chơi game cầm tay, giống như kiểu mấy cái máy gì à? Máy PlayStation ấy. Cảm giác rất là chắc chắn. Một kiểu đồ Nhật nó làm ấy. Các viền viết nó thiết kế rất là chắc chắn luôn. Cầm khá là thích. Ông con trai ông lại đang mò đồ chơi. Ông cứ ngó. Có vẻ ông thích mà cầm chơi thích rồi, mặc dù ông đang chơi con Wii U ở kia kìa. Cái này là y như cái game Mario Badland ở trên máy Wii U.
những cái trò máy của Nintendo ấy, nó có một cái điều rất là hay, có nghĩa là nếu mà chúng ta chơi mãi không qua thì là nó sẽ cho chúng ta cái gọi là cái gì nhỉ? Áo giáp bất tử như cái này chẳng hạn. Nó thăng lên đây. À cái này là... thôi. Cái này không bất tử khi rơi xuống vực. Ok. Rất là thích luôn. Nút lò lò ở đây. À khi mà chúng ta dùng hai phía này có vẻ hơi vướng này. Thoát ra thì khác tới luôn. Và thoát ra thôi. Còn lâu. Ok. Thử chơi game giả lập xem là nó sẽ như nào nhé. Đó, ví dụ như là chơi game. Cái bạn trước bạn bán lại cho mình cái này. Bạn thích như chơi game của những hoài cổ hơn. Khả năng nó cũng nhiều tuổi. Và cái game là Pokemon của các hệ máy cũ. Game nào? À đây. Chơi game bơm đi công. Như này game đi bài. Để xem hiển thị màn hình nào. Đó. À hiển thị màn trên rồi. À, đây là game của GBA. GBA chỉ chưa AB thôi. Chắc chắn một điều là chơi đẹp hơn trên máy GBA rất là nhiều. Bởi vì máy GBA thì cái loại mà phiên bản IQ của Trung Quốc ấy thì nó mới có màn hình mà sáng đẹp như này thôi. Chứ còn hoặc là chiếc Micro ấy bé xíu ấy thì nó mới màn hình kiểu sáng đẹp này thôi. Chứ ở trên GBA gốc hoặc là GBA SP hai đèn thì nó tối mù. Nên là bác có một số bác yêu cầu em mua cái máy GBA và review đi thì chắc em không mua này. Em nói thật là như vậy, khi nào kia nó còn nào thật là rẻ em sẽ mua. Hoặc là em mua về xem em sẽ làm một cái video đỗ đèn đúng không? Chứ bây giờ trên Shopee hay là trên Facebook ấy tìm được bác nào bán GBA SP thì toàn bán những chiếc máy kiểu như là chắc là để sưu tầm sao ấy. Toàn 8-900 luôn. Bọn 8-900 là thà em mua bù thêm cái tiền em mua chiếc này hoặc em mua chiếc này này còn ngon hơn rất là nhiều. DS chơi được game ngon hơn, chứ còn GBA hình như là trên chiếc máy đấy phải mua game gốc sao ấy, hay cũng có game cũng có loại thẻ nhớ mà cũng có cái băng lắp ở thẻ nhớ ấy, nhưng mà nó không phải hề rẻ một tí nào cả. Đó, thế này bác nào có một ý định yêu cầu em mua GBA thì chắc chắn là hơi lâu ấy nhá, em phải tìm được cái nào phù hợp để mua cơ. Vì cá nhân em cũng là một trong những người sưu tầm máy chơi game, khi mà em chơi chán rồi thì nhiều khi em cũng bán hoặc là em cũng tặng. Đó, thế nên là em cũng phải mua về em chơi chứ không phải mua về em để đấy được. Đó, như chiếc máy này này thì bây giờ là chắc là chán rồi, bởi vì chơi chiếc máy này thì chơi hết được chiếc game của chiếc máy này. Thế nên bác nào mà có ý định là mua lại chiếc máy này, muốn mua chiếc máy này thì các bác inbox cho em, hoặc là các bác cứ comment dưới video thì em sẽ inbox lại. Đó, em sẽ bán nhượng lại cho bác này chiếc máy rẻ thôi, bởi vì chiếc máy này em mua có 500 thì em sẽ nhượng lại, em sẽ bớt một chút xíu thôi, không bớt nhiều, nhưng bởi vì 500 là quá rẻ rồi, và em sẽ bớt chút xíu thôi. Hoặc là kênh YouTube này mà sau này được nhiều ấy, thì em sẽ làm một chương trình tặng với các bác luôn. Đó, có lưu ý là khi nào được 100 subscribe sẽ làm chương trình tặng rất là lớn. Em còn cái gì em sẽ tặng ở đấy, hoặc nếu em không còn em sẽ mua về tặng. Đó, thì các bác cứ subscribe kênh YouTube của em nhiều nhá, nhớ like cho em nhiều vào. Đó, ngày hôm nay thì em chỉ review sơ qua về chiếc máy 2DS này thôi. Hôm nào đó em sẽ làm một cái video hướng dẫn cách cài game với chiếc máy này. Cài game khi máy đã hack rồi rất là dễ. Đó, là chi tiết hơn, còn bây giờ em chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Các bạn nào đang ý định mua ấy thì các bạn có thể lên Facebook các bạn tìm, hoặc là các bạn mua trên Shopee thì giá 1,7 triệu nhá. Còn máy này em mua trên Facebook, có Facebook Marketplace ấy, hoặc là trên hội nhóm ấy thì có 2,4 triệu, có 1,4 triệu thôi, rất là rẻ. Và em đang rất thèm chiếc máy 2DS XL đó, cái chiếc máy mà phải nói là đẹp trong cái phân khúc ba new 3DS này, new 3DS XL này, em thích cái máy 2DS XL hơn, nhìn nó rất là đẹp.
Đó, thì hôm nay review sơ qua cho mày thôi. Các bác nào thấy hay thì cho em like nhé, chia sẻ mọi người cùng xem. Và nhớ subscribe kênh YouTube của em để sớm đạt được 100.000 subscribe để em sẽ làm chương trình tặng. Em nhận được bạc và em sẽ tặng cho các mọi người rất là nhiều quà tặng miễn phí luôn. Đó, cảm ơn các bác xem clip nhà, chào và hẹn gặp lại các bác.